Hello, xin chào các bạn nha. Giữa chốn bề bộn của tháng 7 thì chúng ta cũng thể nhớ đến ngày tháng 7 nha. Tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu là mùa Ngưu Lan chức nữ. Nên hãy quan tâm em, mua đồng hồ của em nha. Em giống như chức nữ nha. Hãy kết bạn Zalo em nè. 0796861123 mua hàng đặt qua Zalo nha. Hoặc alo trực tiếp em số điện thoại này, kênh YouTube em nhà kinh doanh. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của em nha. Bán đồng hồ mà tính gỗ không à. Đây, nhiều lắm nha. Lô này của em á, thì bữa nay em lên lô xịn nha. Em sẽ quay cho các bạn xem. Để em mở màn con nào mà sắc màu đẹp đẽ. Đẹp là phải đẻ, em hay gọi là đẹp đẻ, đẹp không đẻ ổn không? Ổn cái gen di truyền hả? Có đôi khi đẹp nhưng mà đẻ ra xấu quá. Hên xui nha. Trời ban. Đây con này nè. Con này phải cái ông xã ông chịu đeo mình tặng giống nha. Tại ông nói anh không thích đeo đồng hồ, anh không thích đeo gì hết trơn. Không biết ông thích đeo gì nữa. Hỏi có thích đeo em không? Ổng nói không, người mẫu hoa hậu anh còn chán nữa. Ghê không? Ghê quá, dữ dội. Cho cái ông để xả. Mở màn là cái con đồng hồ này nha. Cái trên cái dây này là chỉ dính keo thôi nha. Em quá trời, em quên lau. Không sao đâu. Em quên thì các bạn lau giùm nha. Có khi em nhớ em lau sạch cho. Con này hiệu Seiko nha. Rất đẹp, kính lòi nè. Mã số X39. Các shop khác bán con này 650, em bán 500 thôi. Size 34 nha. Đó, dây bấm. Em lại lên con 6 kim chơi cho vui. Các bạn thấy cái con kim gió ở dưới chạy không ạ? Cái mặt hơi cũ nha. Cái quyền này nó hơi cũ. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lại nghe mình chốt đơn qua hình ảnh nha các bạn. Đây là mã số X3, size 37, 300k. Đây em có ghi rõ ràng nha, mã số, size, giá tiền. Cố gắng quay chậm cho các bạn thấy nha. Máy Nhật à. Tiếp theo nha. Em lại lên con Casio nha. Các bạn về thay dây nha, dây này dây tạm bợ thôi, dây không đẹp nha. 230k à. Chống nước luôn à. Có gốc lịch gốc 3 giờ nè. Cái này vỏ nhựa nha. Đó các bạn thấy không? Dây là dây này nó hư đó. Các bạn thay dây giùm nha. Con này cũng rất đẹp. Mình lên cái con Elgin này đi. Elgin này size nữ nha, bạn nam nào đeo thì đeo nha, size 34 á. 300k nha, Elgin. Không thích thì các bạn tự về lên dây khác nha, mặt này cũng rất đẹp. Agin chứ, là con đồng hồ hiệu Agin máy Nhật.
Bạn kia mới chuyển khoản nha, bạn nói sợ mất con đồng hồ này 220 nha. Rồi cảm ơn bạn, tí xíu nữa mình giao nha. Rồi mình thấy rồi, bây giờ mình quay video cho xong. Chút xíu nữa đem lên live bán cho bạn ấy biết mặt liền, sáng giờ không chịu chuyển khoản đâu. Dám không chuyển khoản với tôi hả? Quy anh Quy. Con này các bạn thấy gì không ạ? Pin solar nha, cho nên bán 500k. Mình đang phá giá luôn, nó bán 550 đó nha. Đây. Bạn ấy còn nói sớp hối quá nữa. Mình không có hối đâu nghe, mình đang like là mình sẽ bán mất con hồ bạn đó nha. Con này 350.000 thôi nha. Nè nó xúc cái chốt thôi nha bạn, các bạn lấy là mình kiếm chốt mình gắn lại cho, tại vì gấp quá mình lên like luôn cho xong cái lô này của mình, lên quay video cho các bạn xem chứ hồi sáng cái live chìm sáng lâu lên quá. Đây con này x24 size 41 200k, không có dây nha các bạn, thấy con đồng hồ hiệu Boss. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lại nha. Lô này chừng 5-60 con ở đấy nhé. Mã số size 39 230k. Xây được luôn nha, mặt xây được. Con này thì ba kim thôi, còn ba kim giả. Mình nhìn thấy theo mắt thường của mình nhận biết thì nó đúng là ba kim giả rồi. Mà nó hiệu nè bạn, Disney á. Qua con này nha. Đây lại một con 500k nữa nè, con pin năng lượng mặt trời hiệu Q&Q. Hồi nãy cũng hiệu Q&Q nha, hai con gần giống như nhau nha, gần giống như nhau. Các bạn nhớ chốt theo mã số nha. Ấy không phải, chốt theo hình ảnh nha. Con này X31, con kia X32 á. Q&Q chắc nó giống nhau hệt á. Một cặp đây nè. Một con dây sẽ dài hơn một chút hay gì đó. Một dây này chỉnh được nha. Cái dây bằng nhau luôn á. À con X31 á, dây dài hơn. Rồi mình qua hai con này nha. Mình lên cái con xanh. Đây là những con đồng hồ giá công nhân à. Giá công nhân nhưng mà mình đeo mình không bao giờ đi làm công nhân à. Đúng không? Mình muốn đeo con nào mình đeo thôi. Tại vì em công nhân cho nên em hay bán cái giá rẻ rẻ gì đó cho các bạn công ty cũ em mua nha. Hồi công nhân chật vật lắm. Phải đi bẻ ra muống rồi nhảy xuống ao bẻ ra muống xong cái... làm keo 50, là keo dưa ra muốn 50 mà giờ nghỉ bán rồi, đâu có thời gian đi ra tới ngoài mà ao ngoài sao đâu. Lúc này em làm đồng hồ không à. À con này rất mới nha, cũng rất đẹp. Em làm lắp ghép điện tử rồi, em làm công ty may nữa. Công ty may là sau này về Sóc Trăng mới làm công ty may. Lúc trước em làm Sài Gòn quận 7. Công ty FABV Fugakawa gì đó, Nhật đó. Nói chung là ghép bộ dây xe hơi.
con này cũng mái Nhật không nghe, lâu này hầu như Nhật với Thị không nghe các bạn, hiếm có con nào Trung Quốc trong đây lắm à. Lâu này lâu ngon đẹp, các bạn gắng theo dõi tới cuối video nha, để lựa cho mình cái con nào đẹp nhất cho mình thích, nhớ chụp màn hình lại, chốt đơn chụp màn hình nha các bạn. Con này size 35 230k đó các bạn, mình có ghi size và giá nha, các bạn nhìn kỹ gốc lịch gốc 3 giờ, hiệu Ligon đó, chống nước. Nếu có thắc mắc gì thì chat Zalo với em à. Zalo em 0796861123. Nhà kinh doanh hân hạnh được phục vụ tất cả các bạn. Đây một con đồng hồ rất là đẹp, rất là mới, chỉ 160k. Các bạn nào mua mà ít ít đó là cộng phí ship cho em nha. Đơn 300k đi em miễn phí ship cho. Mua một con là các bạn phải để cộng phí ship 30 cho em. Cái con này nè em bán giá 160, các bạn về tự chỉnh nha. Thật ra nó xây được luôn, nó rất là đẹp mà em không có biết chỉnh, em vô pin cái này nó không chạy, không hiểu luôn. Nói chung là bạn nào biết con này hả mua nha, em bán thì bán 160 đó, biết hả mua nha, để mua về chửi em sùm mà, tại vì em cũng không phải thợ đâu, em là sơ sơ là chơi rồi, màn dạo đầu chậm lắm, nhanh lắm, bởi vì chơi với em chán ha, sơ sơ là em quất này, vô pin cái là em quất rồi, em không chịu mà học hỏi nhiều thêm, quá trời đồng hồ ha. Khi nào em rảnh em hứa em sẽ học, mấy anh đừng có chán, em hứa em sẽ học mà. Hứa thật nhiều thì em cứ thất hứa thật nhiều hoài. Con này bên shop em hết pin nha, test máy chạy bình thường nha, test máy thì nó bình thường, tại vì em hết cái con pin thứ máy này. Con này rất đẹp ạ. Các bạn cứ đọ giá tứ lung tung beng hả, đến shop em nha, tránh tình trạng mua về xong shop kia bán rẻ hơn em 200 là không có nha, rẻ hơn độ cũ mới. Nhiều khi các bạn nói xin lỗi các bạn cùng nghề nghe, mình bán mình thanh lý nha, là người ta bán rẻ cũng chừng. Facebook giờ hay có tình trạng xin lỗi các bạn cùng nghề nghe, mình bán mình thanh lý nha, mình bán giá rẻ bèo luôn nha. Đó, cái các bạn so với giá của mình á, thì cũng được nha. Giá của mình là giá rất là đau đầu à. Giá em suy nghĩ đắn đo, chiều sâu lắm. Con này chỉ có xúc cái chốt này thôi, lấy này em gắn lại cho, rồi quay video em chốt cho. Con này rất mới nha, không chạy xước gì trơn nè. Dây cũng rất mới mà size là size 32, 330.000. Hiệu Kangol. Bạn hãy xem mông của em, có thể là đóng cái đít máy khác cũng chừng đó các bạn, Casio. Con này ra led à, mặt xây được luôn à, mà mặt xây cứng quá, nhái gô led à. 190k thôi, em lỡ lầm bán giá rẻ à, chơi luôn đi. Con này bảo mật hai yếu tố nha các bạn, ngon lành cành đào, có cái cành đào là cái cành ngon nhất, đào luôn cành đào là đào luôn cái cành hoa đào. Rồi xong rồi ta bảo mật, ta bật cái này ra xong ta bấm cái nút này nó văng lên rồi. Ôi
Em có mà lâu lắm mới lấy được đồng hồ của anh nha. Anh đeo con này là ok nhất luôn. Em mà lấy được con đồng hồ này của anh, em cũng không phải dạng vừa đâu nha. Không phải dạng vừa là dịch ra là không là dạng gì á. Dạng đùi hay dạng háng gì đó, nguy hiểm lắm. Thực không phải dạng vừa mà. Dạng đó chai hay phái lắm. Phải chút thôi chứ cũng bỏ thấy bà luôn á. Con vợ là phải cố gắng giỏi hơn con bồ trong mọi tình huống. Con vợ thua con bồ là thua luôn rồi. Gán chịu em đi, ai kêu ngu quá. Phải học nha. Trong tình yêu không có tính ngu khôn được nha, quan trọng là sự cảm nhận, sự chân thành, sự cảm nhận đến từ ánh mắt và trái tim. Và quan trọng là sự cảm nhận của đứa bé ở trong con người của ảnh nữa. Đứa bé của ảnh nó hay lên lắm, cho nên đứa nào anh cũng cảm nhận được hết á. Con này 200k nghe, size 35 nghe các bạn. Nhớ chốt hình ảnh nha, con này hiệu Orion nha, Nhật nha. Này ngon lành cành đào mà kèm theo cái cành hồng nữa đó. Cánh hồng đã úa, giấc mơ cũng vội tan. Đây con đồng hồ size nhỏ 30, 250k. Ai cũng phải mất nghiệp một thời gian, xong rồi hết nghiệp, xong cái trở thành giàu có đại gia mà biết chừng nào đây. Đừng có nên hẹn em kiếp sau ta gặp nhau nha. Kiếp này quất luôn đi. Mua đi, mua đi. Đừng hẹn em kiếp sau ta gặp nhau nha. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Con này theo mắt thường của em giống như vàng trắng vậy các bạn. Nhưng mà em chưa vô pin nha. Các bạn lấy về vô pin nha. 300k. Shop em hết pin rồi. Các bạn coi ký hiệu coi nó phải vàng trắng không nha. Nó là... nói chung là chống nước máy Nhật đó. Em thấy được mấy chữ là chống nước máy Nhật rồi đó. Các bạn nào hiểu con này thì mua nha, 300k. Con này các shop khác là bán cũng 600-700 đó nha. Đây con này có sợi chuyền luôn nha, mua là tặng luôn. 300k. Zalo em có đăng hình ảnh mấy con này hết rồi nha. Các bạn khỏi cần kêu em gửi hình đâu. Em quay video đây thôi và Zalo có hình hết rồi. Giá này giá lẹ đặng em bán hết lô này cái đồng. Thứ hai em cho mẹ em đi chăm cứu bệnh viện à, bận nữa rồi, không có livestream nhiều được nữa rồi. Chăm cứu hoài mới hết tai biến được chứ. Cánh hồng đã úa, giấc mơ cũng vội tan. Một con 190k nha các bạn, hai con giống giống nhau, y hệt luôn, sai bằng nhau. Con này á, nó hơi sức mặt hả,
không phải đâu, dính bụi bạn ơi, dính dính vậy á, rồi lau sạch được. Casio nha, để em quay mông cho xem.